Sân bay Chu Lai sẽ được khai thác trở lại từ 16 giờ ngày hôm nay. Thông tin này được Cục Hàng không cho biết sau khi căn cứ tình hình khắc phục các thiệt hại do bão số 9 gây ra đối với sân bay. Trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhà ga hành khách của sân bay Chu Lai đã bị bão làm tốc mái vỡ kính, cây cối trong sân bay ngã đổ. Nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, Cục Hàng không quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 5 sân bay gồm Chu Lai, Phú Cát, Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa từ tối ngày 27 tháng 10. Sau khi bão đổ bộ vào đất liền và suy yếu, các sân bay đã được khai thác trở lại. Riêng sân bay Chu Lai sau khi được khắc phục các hậu quả sau bão thì đã được khai thác trở lại